chút nữa là tiêu rồi anh em ơi. Đi sửa này, con chạy lên đưa cho em, nói cha cha uống đi cha, chút nữa em mệt rồi. Em hỏi sửa gì, nó sửa cơ con. Cũng hên cái tính em cẩn thận đó, anh em. Đi xuống hỏi mẹ nó, hồi sửa này sửa gì em. À anh, nãy này em quậy cho con anh uống á, không có đổ sữa của em vô nữa, không biết mà nó uống không hết anh. Thấy chưa, chút nữa em uống sữa của vợ em rồi nha anh em. Bó tay, không dám uống anh em ơi, ghê quá. Thôi còn lại em cho đứa bé giữ nhà uống nha anh em. Uống đi con, lại đo mạnh tay quá rớt ra ngoài rồi. Con liếm giùm cha nha. Uống hết đi, liếm sạch bên ngoài giùm cha nha. Rồi ok, chúc các anh em buổi tối vui vẻ nha.